Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng và forex vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Tuần vừa rồi thì hành động giá của chúng ta có một vài thay đổi. Có một vài cặp tiền thì đã tìm về hỗ trợ kháng cự quan trọng rồi. Trong clip phân tích cuối tuần, Thúy sẽ nốt lại những cái tín hiệu hành động giá quan trọng và xem là có chiến lược nào để giao dịch cho tuần tới hay không ha. Tuần tới thì anh em lưu ý là chúng ta có rất nhiều tin quan trọng, đặc biệt là những tin liên quan đến lạm phát PMI. Và tin quan trọng nhất đó là tin họp lãi suất và chính sách tiền tệ của Fed, BOJ và ECB. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới hàng đầu Việt Nam, XM Global. Khuyến mãi chào hè, thưởng nạp tiền 100% lên đến 500 đô của XM diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023. Link đăng ký ngay bên dưới phần miêu tả. Rồi bây giờ thì chúng ta đi vào phân tích thị trường cho tuần tới nhé. Như thường lệ thì bắt đầu với vàng ha. Ở đây anh em để ý là vàng đã quay trở về và retest lại cái vùng kháng cự quanh vùng 1990 và có phản ứng. Thì các bạn để ý cho thấy hành động giá đây rất là quan trọng, bởi vì cái đợt tăng giá của vàng này nó tăng một cách rất là mạnh mẽ, nhưng mà sau đó là ngay lập tức chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự này. Và quan trọng đó là hai cái vùng đỉnh trước này đã bị giá quét qua, và nó giống như là một cú fail break vậy. Ngay lập tức giá quay ngược trở lại và đóng cửa xuống bên dưới cái vùng kháng cự nhỏ này. Đồng thời thì các bạn thấy rằng là khi mà nó phản ứng với vùng kháng cự này, nó đã hình thành cho chúng ta một thiết lập giao dịch, đó là vùng sức ép bán. Và với cái nến tín hiệu là cây nến giảm có đuôi nến trên rất là dài, và cái nến này là nến tín hiệu rất là đẹp ha. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy rằng đây là một vùng giằng co, đây là cây nến phá vỡ và đây là cây nến thất bại. Tín hiệu phá vỡ, vùng giằng co thất bại kèm theo tín hiệu vùng sức ép bán, đây là một thiết lập giao dịch khá là chất lượng ha. Cho nên anh em có thể bán với cái nến này và dừng lỗ phía trên cái thiết lập này. Chốt lời của chúng ta sẽ là ở vùng đáy trước đó. Nói chung là đối với vàng thì anh em đã có thể bắt đầu bán được rồi ha. Còn anh em nào mà giao dịch vàng ở khung thời gian thấp thì có thể cân nhắc. Ở đây thì nếu mà về khung thời gian thấp thì chúng ta cũng thấy rằng là trên khung thời gian H4 cũng đã có cái sự thay đổi xu hướng, tức là cái vùng đáy nhỏ này đã bị phá. Tức là trong ngắn hạn thì vàng có khả năng chuyển hướng giảm giá, và cái vùng kháng cự của các bạn sẽ là cái vùng giằng co này. Đây, cái vùng giằng co gồm có tổng cộng 5-6 nến đây. Các bạn vẽ ra thì đây chính là cái vùng kháng cự mà các bạn qua tuần có thể canh giá quay trở về cái vùng này. Sau đó là chúng ta tìm tín hiệu canh bán được. Nó là quanh vùng 1975 ha. Thì đây là chiến lược giao dịch vàng cho tuần tới. Bây giờ chúng ta chuyển qua chiến lược giao dịch cho cặp EURUSD. EURUSD thì phản ứng với kháng cự trên khung tuần. Và các bạn thấy rằng là hành động giá của chúng ta chững lại rất là rõ ràng khi mà tiếp cận đến cái vùng kháng cự này. Ở đây các bạn để ý là trước đó euro tăng rất là mạnh, nhưng sau đó tiếp cận đến vùng này thì gần như là chững lại. Và nó đã hình thành cho chúng ta được hai thiết lập giao dịch. Thứ nhất đó là các bạn thấy thiết lập giảm dần, tức là các cái vùng đỉnh nến được hình thành với khoảng cách yếu dần đi. Đó là thiết lập thứ nhất. Thiết lập thứ hai đó là vùng sức ép bán, khá là nhỏ nhưng mà nó cũng khá là rõ ràng ha, với cái nến tín hiệu là cái nến này, là một cái nến min 3. Mặc dù cái nến này không quá mạnh nhưng đây cũng được xem là nến tín hiệu có thể giao dịch được. Và dựa vào hai tín hiệu này thì chúng ta có thể thấy rằng là trong ngắn hạn EURUSD có khả năng sẽ tiếp tục quay đầu giảm. Anh em nào mà muốn giao dịch với cặp tiền này thì có thể cân nhắc ha, là chúng ta có thể bán với cái nến này. Và điểm chốt lời của chúng ta sẽ là cái vùng đỉnh gần nhất, nó là quanh vùng 1.1. Đây là cái vùng chốt lời khả thi cho chúng ta rồi, bởi vì thực tế là EURUSD trên khung thời gian ngày thì các bạn thấy rằng là xu hướng đang là nằm trong xu hướng tăng. Và trước đó những cái vùng hỗ trợ đã được cặp tiền này giữ khá là tốt, và động lượng tăng hiện tại thì đang rất là mạnh. Đối với cặp tiền này thì hiện tại các chiến lược bán sẽ không có được ưu tiên bằng chiến lược mua. Anh em nào mà giao dịch theo xu hướng thường sẽ chờ giá hồi về vùng này, chờ giá hồi về cái vùng hỗ trợ này, sau đó canh mua lên. Cho nên là nếu anh em nào mà bắt cái cú hồi này của EURUSD thì chúng ta nên chốt lời ở vùng này thôi. Và nếu như mà động lượng tiếp cận đến vùng này mạnh thì chúng ta có thể kỳ vọng là thị trường sẽ giảm xa hơn, chúng ta sẽ chốt lời xa hơn được. Còn tạm thời EURUSD thì anh em nào canh bán có thể chốt lời ở vùng này trước nha. Tiếp theo là cặp bảng Anh USD. Bảng Anh USD thì giảm khá là mạnh, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái đợt giảm này
được hình thành sau cái cú hích khá là mạnh sau cuối xu hướng. Và trong cái điều kiện này thì chúng ta cũng không có kênh mua cặp tiền này được, bởi vì hiện tại các bạn thấy là giá đã tiếp cận đến cái vùng đỉnh trước đó rồi, vùng đỉnh quanh vùng 1.2850, và các bạn thấy rằng là giá cũng đã hình thành cho chúng ta được một thiết lập, đó là thiết lập giảm dần. Ở đây các bạn thấy là khoảng cách giữa các đáy nến yếu dần đi, tuy nhiên thì chưa có nến tín hiệu để vào lệnh. Nhưng mà cho dù có nến tín hiệu thì chúng ta cũng không có giao dịch ở vùng này được. Lý do là bởi vì chúng ta thấy là hành động giá trước đó tăng rất là mạnh và sau đó giá giảm gần như là ngay lập tức. Và với cái kiểu hành động giá mà đi theo hình chữ V như thế này thì chúng ta hạn chế mua lên ở vùng này, bởi vì chúng ta thấy là động lượng giảm trước đó rất là mạnh. Ở đây chúng ta thấy thị trường lại giảm khá là mạnh khi tiếp cận đến vùng này, cho nên là với cái điều kiện này thì chúng ta tốt nhất là thôi đứng ngoài trước, không có mua lên khi mà giá đi theo hình chữ V như thế này ha. Mà tốt hơn hết là các bạn nên chờ cho giá phản ứng với cái vùng hỗ trợ này và sau đó nó tiếp tục giảm xuống một nhịp nữa và động lượng của nó vẫn yếu, thì khi đó chúng ta có thể mua vào được nếu như mà có hình thành được thiết lập ở vùng này. Và thậm chí nếu như mà cặp tiền này có thể giảm xuống cái vùng hỗ trợ thấp hơn, đó là quanh vùng 1.26, thì anh em cũng có thể cân nhắc mua lên ha. Rồi tạm thời bảng Anh USD thì qua tuần anh em theo dõi hỗ trợ cho Thúy, hỗ trợ này và hỗ trợ bên dưới này. Và thiết lập này cho dù có tạo được tín hiệu mua thì tạm thời anh em cũng đừng mua vội ha, bởi vì nó có thể là bẫy giá. Rồi tiếp theo là cặp USD và Yên Nhật. Cặp tiền này thì chúng ta thấy là sau khi phản ứng với vùng hỗ trợ quanh vùng 137.50 thì giá đã bật tăng lên và động lượng tăng của nó thì càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên thì điều kiện của cặp tiền này nó lại không được đẹp cho lắm. Hơn nữa giá tiếp cận vùng hỗ trợ này cũng chưa có hình thành được cho chúng ta thiết lập giao dịch nào cả. Cho nên đối với cặp tiền này thì tạm thời chúng ta theo dõi thêm. Với cái đợt tăng mạnh như thế này thì có khả năng nó sẽ tìm về vùng đỉnh. Và nếu như mà các bạn thấy là giá tiếp cận vùng đỉnh này, động lượng vẫn còn mạnh, thì cái khả năng giá phá vỡ cái vùng đỉnh này sẽ rất là cao. Khi đó thì chiến lược của chúng ta cũng sẽ có cái sự thay đổi. Tại vì lúc đó thì xu hướng có khả năng sẽ tiếp diễn cao hơn, và khi đó chúng ta sẽ chờ hồi canh mua ở những cái vùng hỗ trợ mới ha. Nói chung cặp USD và Yên Nhật thì tạm thời chúng ta đứng ngoài theo dõi nhé. Cặp tiếp theo là USD và Phong Thủy Sĩ. Cặp tiền này thì lại giảm khá là đẹp. Các bạn thấy rằng là xu hướng giảm đã được củng cố. Tuy nhiên thì tuần vừa rồi là giá gần như là chững lại sau cái đợt giảm mạnh này và hình thành một cây nến tăng mạnh. Đấy, các bạn để ý nó chính là cây nến nhấn chìm ha. Và trước đó là một vùng giằng co, giá đã thoát ra khỏi vùng giằng co này rất là mạnh mẽ. Vậy thì với cái tín hiệu này có khả năng là trong tuần tới cặp USD và Phong Thủy Sĩ sẽ có một đợt hồi. Các bạn để ý thêm là các cây nến có đuôi nến dưới này thì nó đại diện cho một vùng sức ép mua nhỏ, tức là có một áp lực mua lên tại vùng này và hình thành ra được cây nến tăng mạnh này. Qua tuần thì cặp tiền này có khả năng tăng khá là cao. Tuy nhiên thì cấu trúc của cặp tiền này nó lại đang nằm trong cấu trúc giảm, cho nên là chiến lược của chúng ta sẽ không là kênh mua mà chúng ta sẽ chờ hồi kênh bán. Tức là chúng ta kỳ vọng giá sẽ tìm về đến cái vùng kháng cự này quanh vùng 0.8850. Và khi đó chúng ta sẽ tìm tín hiệu để chúng ta bán ra theo xu hướng. Đây là vùng kháng cự gần nhất. Vùng kháng cự cao hơn đó là một loạt các vùng giằng co quanh vùng 0.8950. Thì các bạn có thể bán ra ở vùng này nếu như có tín hiệu ha. Nói chung là đối với cặp tiền này chúng ta canh ở hai vùng. Thứ nhất là vùng 0.8850, vùng thứ hai là vùng 0.8950 ha. Rồi cặp tiếp theo là đô la Úc và đô la Mỹ. Cặp tiền này thì sau khi tiếp cận lại vùng đỉnh trước, các bạn thấy là động lượng tăng mặc dù mạnh nhưng lại không phá vỡ được vùng đỉnh. Giá ngay lập tức sau đó là quay đầu giảm. Điều này cho thấy cặp tiền này có khả năng đi vào cái vùng giá đi ngang với biên độ khá là rộng. Nói chung là đối với cặp tiền này tạm thời chúng ta cứ đứng ngoài quan sát thêm. Giá trước đó thì chạm vào vùng hỗ trợ này và bật tăng lên nhưng nó lại không tạo được tín hiệu nào cho chúng ta cả. Cho nên là cái đợt tăng giá này chúng ta đành phải bỏ lỡ thôi. Và giá tiếp cận lại vùng đỉnh trước và quay đầu giảm thì chúng ta xem hành động giá trong tuần tới như thế nào. Liệu nó có quay đầu ngược trở lại và phá vỡ cái vùng đỉnh này không? Nếu mà nó phá vỡ được cái vùng đỉnh này thì khi đó chúng ta sẽ chờ hồi kênh mua, bởi vì lúc này là cấu trúc tăng giá đã được củng cố rồi. Khi đó chúng ta mua vào sẽ ok hơn ha. Tiếp theo là cặp chéo. Cặp đầu tiên đó là Canada và Phong Thủy Sĩ. Cặp tiền này thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta đã chốt lời với lệnh bán trước đó rồi. Đó là chốt lời quanh cái vùng đáy này. Và sau khi mà giá tiếp cận đến vùng đáy này thì các bạn thấy rằng là giá đã chững lại và phản ứng. Nó hình thành cho chúng ta một loạt những cái nến có đuôi nến dưới ha. Điều này cho thấy rằng là đã có cái sự từ chối giá quanh cái vùng đáy này. Tuy nhiên,
Đối với cặp tiền này thì tạm thời chúng ta cứ theo dõi hành động giá, bởi vì rằng là giá chưa phá vỡ được vùng đáy, nhưng mà hiện tại hành động giá vẫn đang rất là gần với vùng này, có khả năng giá cũng sẽ quay ngược trở lại và phá vỡ cái vùng đáy này. Nói chung là đối với cặp tiền này tạm thời là chúng ta cứ chờ thôi, chờ cho giá phá vỡ được cái vùng đáy này để xác nhận là xu hướng tiếp diễn, thì khi đó là chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch. Còn nếu như mà giá quay ngược trở lại và phản ứng lại với cái vùng kháng cự này thì chúng ta tạm thời cũng đừng canh bán ha, bởi vì rằng là cái vùng đáy này hiện tại nó lại được xác định như là một vùng hỗ trợ, và nếu như mà lực mua ở vùng này đủ mạnh thì có thể khiến cho giá hồi sâu hơn. Và khi mà giá đã giảm mạnh như thế này mà không phá vỡ được cái vùng đáy, ngược lại nó lại còn bật tăng ngược trở lại, thì cái khả năng mà thị trường tạo cú hồi sâu rất là cao. Đó cho nên là nếu như mà giá quay ngược trở lại và tiếp cận với vùng kháng cự này thì anh em cũng đừng có giao dịch vội ha. Chúng ta cần xếp động lượng và xem phản ứng hành động giá như thế nào nữa ha. Tiếp theo là cặp euro và bảng Anh. Cặp tiền này thì đã tìm về cái vùng kháng cự chúng ta theo dõi rồi. Nó là quanh vùng 0.8680, và các bạn thấy rằng là giá phản ứng cực kỳ mạnh. Đầu tiên là chúng ta thấy có một thiết lập, đó là thiết lập tăng dần hình thành. Thiết lập thứ hai đó là thiết lập vùng sức ép bán rất là đẹp. Tuy nhiên thì vùng này nó lại chưa có nến tín hiệu, tức là thị trường đã phản ứng và cho thấy là có một vài áp lực bán nhất định xuất hiện ở vùng này rồi, nhưng mà chưa có cái nến tín hiệu, tức là có một cái nến xác nhận rằng là người bán đẩy giá xuống ở vùng này, đẩy giá xuống mạnh mẽ sau khi mà tín hiệu bán hình thành. Cho nên là qua tuần anh em theo dõi vùng kháng cự này và chờ cho một cây nến giảm như thế này xuất hiện, hoặc là một cây nến có đuôi nến trên dài, thì khi đó các bạn có thể canh bán với cây nến đó. Còn nếu không hình thành được nến tín hiệu thì thôi, chúng ta đừng giao dịch ha, chúng ta đứng ngoài. Tiếp theo là cặp Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật. Cặp tiền này thì vẫn tiếp tục tăng giá, và các bạn thấy rằng là giá không có hồi về cái vùng hỗ trợ mà chúng ta theo dõi. Ở đây thì giá hình thành cho chúng ta một vùng thiết lập là vùng sức ép mua, và vùng sức ép mua này nó lại xuất hiện đúng cái vùng hỗ trợ, đó là vùng cầu này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là điểm chốt lời của chúng ta không được xa, tức là tỷ lệ risk reward của chúng ta khi giao dịch với tín hiệu này nó không được tốt, tại vì chốt lời ngay vùng đỉnh này hoặc vùng số tròn thì nó cũng không có tạo ra cho chúng ta được cái mức lợi nhuận tốt, cho nên là tín hiệu này mình bỏ qua ha. Và chúng ta thấy là cặp tiền này đã tăng khá là mạnh. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một vùng hỗ trợ mới, đó là vùng này. Đây là vùng giằng co, đồng thời cũng là vùng cầu gần nhất. Nó là quanh vùng 158.80. Anh em có thể chờ giá hồi về vùng này, sau đó tìm cơ hội để mua lên được ha. Cấu trúc của cặp tiền này thì vẫn đang là tăng giá. Còn trong trường hợp giá quay ngược trở lại vùng này và có động lượng giảm rất là mạnh, thì khi đó anh em đứng ngoài. Có khả năng nó sẽ quay ngược trở lại và phản ứng với vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là quanh vùng 157. Thì khi đó vùng này chúng ta vẫn có thể canh mua được nhé. Tiếp theo là bảng Anh và Yên Nhật. Bảng Anh và Yên Nhật thì vẫn đang trong giá hồi, hành động giá trong tuần vừa rồi không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý cây nến tăng cuối tuần này. Trước đó các bạn thấy giá có một đợt giảm đúng không ạ? Và nó hình thành ra cho chúng ta một loạt các cây nến giằng co với nhau. Tức là đợt giá này tuy giảm nhưng mà nó giảm trong cái thế giằng co. Và cây nến bật tăng mạnh như thế này đã xác nhận là giá thoát khỏi vùng giằng co. Tuy nhiên thì thoát khỏi thành công hay chưa thì còn chờ vào cây nến ngày tuần sau nữa. Nếu cây nến ngày tuần sau là một cây nến giảm giá đóng ngược trở lại vùng giằng co thì chứng tỏ rằng là đây là một sự phá vỡ thất bại và có khả năng giá tiếp tục giảm. Còn nếu như tuần sau các bạn thấy giá tiếp tục hình thành cái nến nằm phía trên cái vùng giằng co này thì có khả năng cặp tiền này tiếp tục tăng giá khá cao và cái vùng đỉnh này có khả năng bị phá vỡ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không có giao dịch với vùng này, bởi vì thực tế rằng là đây là vùng nó sẽ không cung cấp cho chúng ta cái tỷ lệ tốt, hơn nữa là không có tín hiệu mua nào ở vùng này cả. Cho nên là anh em tốt nhất là chờ cho giá hồi về vùng hỗ trợ bên dưới này, quanh vùng 175 rồi canh mua. Hai đó là chờ cho giá phá vỡ cái vùng đỉnh này. Hai là chờ cho giá phá vỡ cái vùng đỉnh này. Và sau đó chúng ta chờ giá hồi rồi chúng ta mua lên. Vậy cho nên đối với chiến lược của cặp bảng Anh và Yên Nhật thì tốt nhất là các bạn, một là chờ hồi canh mua, chờ phá đỉnh. Thì các bạn để ý là xu hướng tiếp tục tăng, động lượng thì không còn được mạnh trước đó. Nhưng mà chúng ta thấy là cuối xu hướng tăng thì động lượng đã giảm đi khá là nhiều rồi. Hy vọng là tuần sau thì chỉ số này sẽ có giá hồi.
Và cái vùng hỗ trợ mà chúng ta có thể canh mua được đó là vùng này. Nói chung là hỗ trợ không thay đổi ha, nó là một vùng, vùng đáy trước đó. Và vùng cầu này nó là quanh vùng 4375. Chúng ta sẽ chờ hồi về vùng này, sau đó tìm tín hiệu mua lên nhé. Nói chung chiến lược của US500 không đổi, đó là chúng ta vẫn chờ hồi đến vùng hỗ trợ gần nhất rồi canh mua thôi nhé. Tiếp theo là US30. Sau khi mà nó trứng lại quanh cái vùng đỉnh này và hình thành một vùng giằng co, thì các bạn thấy là giá đã bật tăng phá vỡ vùng giằng co và hình thành cây nến nằm phía trên hoàn toàn vùng giằng co, cho thấy là áp lực mua tuyệt đối đẩy giá lên, thậm chí là nó còn phá vỡ được cái vùng đỉnh trước đó. Như vậy là cấu trúc tăng giá của US30 đã được củng cố hơn rất là nhiều rồi. Cho nên chiến lược chính của chúng ta đối với chỉ số này sẽ là canh mua, chúng ta không canh bán ha. Ở đây các bạn để ý, đó là cái vùng hỗ trợ gần nhất của chúng ta sẽ là vùng này, nó là cái vùng mất cân bằng cung cầu này. Nó rơi vào khoảng tầm 3350, thì anh em sẽ chờ giá hồi về vùng này và canh mua. Đây là vùng xa hơn, còn vùng gần hơn đó là vùng cầu này. Vùng cầu này đó là quanh vùng 34. Thì anh em có thể chờ giá hồi về một trong hai vùng này, sau đó chúng ta tìm tín hiệu và mua lên nhé. Tiếp theo đó là dầu. Dầu thì sau khi bật tăng mạnh phá vỡ cái vùng giá đi ngang này, thì chúng ta thấy là động lượng đã trứng lại rồi. Hành động giá đã thể hiện rõ cái điều này, đó là nó hình thành một vùng giằng co ngay sau khi mà cái đợt tăng này trứng lại. Như vậy thì hy vọng rằng là tuần sau dầu sẽ có cái đợt hồi. Và nếu như mà đợt hồi đó có thể hồi về được cái vùng hỗ trợ này, nó là quanh vùng 70, thì chúng ta có thể tìm tín hiệu mua lên. Nói chung chiến lược giao dịch của dầu không thay đổi, hành động giá của chúng ta cũng chưa thay đổi nhiều, cho nên chiến lược của chúng ta vẫn là canh mua, đó là chúng ta chờ hồi về vùng 70, sau đó tìm tín hiệu mua lên ha. Đây là những cặp tiền mà chúng ta sẽ theo dõi và giao dịch trong tuần tới. Anh em nào mà có kiến nghị giao dịch thêm cặp tiền nào thì có thể để lại comment bên dưới clip cho Thúy. Và các bạn đừng quên ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.